Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ Momo uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Hello, hello. Ok, hello, nên mình lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi Zeta theo anh em này. Ôi da, farm cái gì? Farm cái gì? Mày, ui trời ơi, không ăn được màn đầu tiên rồi. Thôi nào, luôn nào. Trời ơi, cướp được 2 bồ luôn em à. Ai đi cầm trong tay kìa anh em à. Ui, nhưng mà cái trình của mình thì mình mới gọi là test thôi nha anh em ơi. Mình không có biết đánh đâu nha. Anh em mà kêu mình, ê, bay nè. Mày, đâu rồi? Ê, mày. Chết tôi rồi thôi. Cái đầu nó xanh. Ôi ơi. Cái này chỉ là nháp thôi nha anh em. Nháp thôi. Tôi hù. Tôi hù người ta nè hiểu không. Tụi tao ngán mình em à. Đó à, bởi vậy anh em hãy tin tưởng tôi. Tôi bay cho anh em xem này. Tôi bay cái ganh kim cương hơn em à. Tại mình đâu biết chơi con này đâu. Chơi ganh cao sao chơi được. Anh em nhớ yêu quý mình cho mình một like đăng ký kênh nha. Và anh em nếu cầu mua đất hoặc cày thuê liên hệ ngay Zalo của mình nha anh em ơi. Đây. Đây. Nào ra đây. Đây 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 đây. Đây. À, mày. Một bé trời ơi. Một bé ta. À. Có kèo có kèo từ từ. Về lên farm đã. Gia ta này như là mình thấy người ta ông hoàng lớp gia ta ông chơi á. Là ông đánh chiêu 2 trước này, ông xài chiêu 2 thế này. Giờ ông đánh công ty, ông lướt lên cái, ông đánh thường. Rồi lướt về, xài chiêu 1 hoặc chiêu 2. Đánh thường, rồi lướt lên, rồi đánh thường. Rồi lướt qua qua lại bay lên. Trời ơi, làm đúng nhẹ dễ luôn em à. Đó là không? À, à, à. Trời ơi, tưởng ăn được mạng nữa rồi chứ. Ê, con tôi lúc, con tôi lúc. Này, này, tôi này, nó qua đây. Mày, mày, mày. Mạch, ui, ôi trời ơi. Ai nhờ, cậu ba cánh cục, trời ơi, ui. Lính này farm đã. Rồi về bạn ơi. Hôm nay kinh công làm farm hết lính mình thọt nha anh em. Nên mình đổi gió mình chơi gia ta cho anh em xem nha. Như con gia ta này phải nói là nó khó chơi phục con follow nữa anh em à. Hề nha, nó rất là khó chơi bậc nhất luôn nha. Ok bạn. Ok không beo. Lương thị beo. Giờ nào ra là dứt nó luôn. Cậu bay. Bét nem nó nào à. Đấy. Đâu huy viên em. Huy viên ơi. À. Nè. Chiêu 2 nè. Đánh thường này. Chiêu 1 là đánh thường này. Đánh này. Nè. Đánh thường nè. Bay nè. Cướp bùa đấy cho. Tôi cướp con bùa anh em mà. Anh em thấy không. Ghê chưa. Đừng có nhận cái tôi nghe chưa. Có ai trong đây không? Ăn luôn con dít, con gì? Con cua. Con cua. Ăn con cua. Ăn con cua, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Em beo khen tôi đó. Đây, cái gì? Đồ ăn. Đồ ăn. À, này, mày chém đi, mày chém đi. Này, đi gì? Thôi, thà á, thà á. Thà thà á. Gì? Rồi, xong rồi, bay này. Đánh thường này, lướt nè, đánh thường, lướt qua, lướt lại này, đánh này. Ôi trời ơi, ai dạ. Thôi. Trời ơi, sao bay mướt dưới trời. Chùm gia ta, nè, thích thì cân ba luôn, bước vô. Thôi em giỡn á, anh ơi, em giỡn á, nè. À này, ơi, ai dạ. Tôi hù anh em thấy không, rõ ràng không, chỉ mình chỉ nhắc nhã nó thôi là nó sẽ quýu, nó không giống ép mình anh em thấy không, và vậy đó. À hai thằng mày mày ôi ôi chết rồi, ôi 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 vẫn ăn được một mạng anh thấy không, cân ba, trời ơi cân ba mà ăn được hai thằng, bây giờ ăn được thằng là ghê lắm rồi nhớ. Tiếp tục thôi anh em ơi.
lúa về. Ở dưới lúa về, hay kìa. Hay, tưởng chết chưa? Trời ơi, giờ xuống đây là lúa về, lúa về. Từ từ, này, ngoài, ngoài, đâu rồi, ngoài, ngoài. Ủa đâu rồi? Trời ơi, nó chạy kia lẹ vậy. Cái đầu xanh đó trời ơi. Anh em nhớ cho một like nữa cái kênh nha. Và anh em ngày mai mình sẽ ra video Vienna đối đầu với Ari cho anh em xem nha, cho anh em đổi gió xíu nha. Xem Ari hoài anh em cũng nhàm đúng không? Này, qua đây, thằng nào qua đây? Thề với anh em tôi bay không có tốt đâu nha anh em, tôi bay lụi không đó. Mà nhiều người yêu cầu mình làm, á, sao? Nhiều anh em kêu mình làm, mình đánh trên cao mình không biết bay, mình thua tội ATM mình. Mình đánh này nè, ngoài nè. Tôi biến này chạy nè. Ai đó? Ôi, cái đậu xanh mày. Nè, nhảy nè. Tiền nhảy cánh cục. Chắc một cái điều nhảy nhìn mướt ghê nhờ. Trời 7-1 rồi anh em ơi. Đồ trang bị thì mình cũng chả biết lên đâu nha. Mình lên thấy cái ông top 3, top 4 gì Việt Nam ấy. Mình lên theo ổng ấy. Mình soạn đồ của Lương Ngọc phù hiệu của ổng hết luôn. Chứ mình không có biết chơi con này đâu. Vienna thì mình có thể hướng dẫn cho anh em được. Chứ còn con Vienna đại gia ta này. Ngoài, ấy, ở đây không? Tem gì bạn lùi gì hết luôn. Đâu có dám đứng nơi đó này mấy không? Trời ơi, ngán tôi đó anh em à. Nè, bay này, qua đây nè. Ui, ai, trời ơi, chùm da ta. Thằng Nguyên lên rồi. À, có bay tiếp này. Ăn blue đã. Ôi trời, cây cho mít, sụp ăn luôn. À, đây. Đồ chạy. Trời ơi, ai giờ. Đi gì đây? Diên Hoàng lớp gia ta. Đạt lớp gia ta. Trời ơi, tôi coi ông Hoàng lớp gia ta. Ông bay cho phái lắm anh em à. Thiệt bay đúng mức luôn. Cái gì lạng lên, lạng xuống, lạng xuống. Bẹt. Hay lắm. Còn nếu mà tới một gia ta nha. Tôi thích coi ông Hoàng lớp gia ta nhất. Còn Quang Đại không thích. Mỏm. Nè, bay nè, đó thấy không? Thấy chưa? Nè. Ai? Cần ba. Đó. Chụp ai ghê quýnh mức đó nha. Ơi. Chụp 12 không kìa. 12 chấm 11 chấm 2 kìa. Ông thấy mình khói ông Hoàng lớp gia ta mình thấy ổng bay mướt này. Phải nói là ổng thấy ổng đẹp. Bay đẹp. Mà như ông mà ông Quang Đại không? Quang Đại. Còn đó có mỏ nó mỏm quá, mình không thích nó anh em à. Thề. Có nhiều anh em nói mình chê bay thì không được, ý là mình thích người nào mình nói vậy đó không? Mình cũng như người kia thôi anh em à. Đó, tôi bắt trước đấy. Anh em hiểu vì sao chưa? Giờ tôi nói idol anh em vậy, anh em hiểu vì sao mà để anh em mới biết cảm giác của người đó như thế nào. Tôi cố tình tôi nói cho anh em hiểu vậy đó. Là chê bai người này ghét người kia nó sẽ ảnh hưởng người ta rất nhiều. Đó thấy không? Là anh em sẽ bình luận liền là ủa, ông đánh gì so sánh người này kia không? Mà ông nói người ta so sánh ông được, đúng không? Nè bay này thấy không? Chấm dịp ok không? Đó. Thì mình cũng nói cho anh em nghe hiểu thôi chứ mình không so sánh đâu. Ông bạn đại ông bính cũng hay lắm nè mà. Ông bay ngước lắm nha. Nhưng mà có điều là mình ý cho bộ mình so sánh sơ lại cho anh em nghe vậy đó. Là mình ghét người này mình thích người kia là sẽ bị công kích người kia. Đó nó rất là ảnh hưởng rất nhiều cho người ta nha anh em. Nha anh em bỏ nha. Anh em đừng là để những người làm video hay cho anh em xem mà buồn nha anh em ơi. Nhắc nhở này không? Vẫn còn được. Ai mà cũng thích coi anh em mà tại mình đâu có bay bằng như người ta đâu. Mình mới biết bay mà, nhưng mà người ta bay hay lắm anh em à. Hai ông đều hay nha. Như Quang Đại cũng là top bản xếp hạng hay sao ấy. Top 1 luôn ấy. Ta bay rất hay luôn. Ê, đỡ này. Không phải được tới đó mình ghét bỏ người ta đâu nha anh em. Không có đâu. Mình đâu có bằng người ta đâu, ghét ai. Nói thấy không, bay mướt ghê không. Trời, chỉ có top 1 ai, gì top 1. Giác ta. Cậu ba, gì cánh cụt. Đó. Anh em đừng so sánh ai với nhau nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Chắc anh em xem video cho đây là hết rồi anh em ơi. Bay này, ở đây này, vậy đâu. Trời, tóc biến này. Ôi. Trời, cái của người ta kìa. Ok, hẹn anh em vào video ngày mai nha. Và anh em nhớ đừng so sánh mình với bất cứ kỳ ai. Ok, bye bye.
bay này. Thôi hết giờ anh em ơi. Hẹn anh em vào video ngày mai nha. Bye bye.